bắt cái ghế nhậu. Quá hang rồi, hôm nay quá hang rồi. Nay ông xã mình đi mò bắt cá lâu kiến nha, lai gai chơi cả nhà. Ủa mưa vậy ta? Mưa rầm à. Mưa. Bắt ngồi mò từ từ. Chính một con cả nhà. Có mồi rồi, có mồi rồi. Khô quá nhà. Vừa cà na chặt quá nó này khô hết. Tiêu chuẩn gắn mồi phải từ chục con mới đủ nha. Cái Trung Nam của tao mò xuống nước mình. Thôi à. Hay quá ta. Quá trời hang rồi. À hang cái này, lâu kiến làm hang vậy là đất mình nó hư chứ không phải chơi đâu à ông cu. Ừ. Phải không? Ừ, làm hang với sụp đất vậy. Ừ. Chứ không phải ấy đâu. Mình cầu bắt cho nó hết á. Tiêu chuẩn là ông mò nhiêu con mới đủ đây, mới đủ nhậu đây. Cũng bằng 4 con được không? Ngon mệt lắm à. Có đây mình có chài cá. Nhưng mà cái chài sao chài cái chài ít chài cá lâu kiến vô được lắm ha. Còn con cơm giò đây. Cá hàng nhỏ mà. Đây cá lâu kiến nhiều quá ta. Vậy hôm đó nay mình mò cá lâu kiến đi nhậu ha. Vậy là cá lâu kiến dưới này nhiều lắm rồi. Ông mời lại con cá chê có được không? Cái. Không có được đâu, nhưng mà nó gặp nó chạy á. Đi không? Nó thà nó chạy. Cái gì? Chủng má, con đó nó lì bà cố. Sao không ai bắt nó hết trơn mà bắt mấy con kia? Lì mà nó dữ. Nó dữ lắm á. Cái này làm gì ông xã gì? Đi xã, chút nữa qua cho bé. Xã mua xã với hết lộn nữa bụng. Xã mình nhóc cho nè. Vô con. Xã mình nhóc rồi. Xã với hết lộn nữa bụng. Ừ. Nó ăn luôn. Tại vì mấy cái con này nó phá đất dữ lắm. Chứ phải mấy con cá kia thì mình thả nó lại. Nó làm hang với khư đất trơn luôn á. Vậy là dưới hầm này cá kiếm dữ lắm rồi. Đẻ dữ dằn lắm. Cái gì? Đâu. Cá cha hả? Mới đợi xuống dưới lên đây. Kéo lên thả lại. Cá nó cỡ lớn. Thả qua hầm bên kia không? Đừng nuốt lửa. Nhỏ quá thả lại đi. Để nhầm nó đi. Đây, có lít từ tàu rồi nè. Có lít tàu rồi. Không. Lúc làm mấy nó ra hết máu tành lắm. Tàu nó chảy thì có mình chảy mà cạt thì cũng bốc. Bốc mấy cái câu với nổi vô cạt thì cũng bốc. Cắt tiền cắt đồ để vậy lột phá hả? Đâu lột già già đâu. Cắt tiền này đi. Nghĩ mà nghĩ giống như vậy. Đại. Cái ngọt chưa? Gì? Kêu nè cái. Ngủ rồi ông ơi. Đáp con. Ngủ mấy ngày nữa, có mưa không? Có mưa gì đâu. Có mưa không dài. Nước ngập. Mưa có bữa mà mưa lớn á. Mưa lớn nước ngập lên á. Nghĩ có miếng mưa nào đâu. Thôi nghỉ đây mệt rồi. Hả xã đi sao?
Bữa xả bên kia này, xả này nhỏ luôn. Sẵn hay xả đi. Bỏ nó trồng có nhiều bụi lắm, gỗ cụ nó sống bụi này. Vậy bên này. Ấy nhiều nhiều mới ngon ha, ha. Nhiều nhiều nó mới thơm. Tại đi mình bất ăn nó nở bụi ra nữa. Xả trồng nhiều lắm mà có cái mấy con chó sao nó phá vô bụi xả này nó nằm quá. Nó nằm dưới rồi mấy bụi xả kia nhám chân hết trơn, nó chết trơn. Muốn chó lột xả. Tại nó vô bụi xả nó nằm không, mấy bụi xả bự bự bên đó thấy không, anh thấy không, nó nằm nhóm chân bụi xả chết trơn thôi. Để vô chỉ lấy kéo cái dây cho nó làm kìa. Phải để đây nè. Đây, đây. Bắt nước lột ốc đi. Ốc lột cái hầu. Tại bây giờ dưới trên đây đã dưới cái ông nội cũng chết. Ông nào? Ngay nhà hả? Cô nằm xuống dứt trong để ba cũng nè nhờ cái giống nấu tiếp. Bữa đầu nấu với tôi im lắm, bữa sau là nhậu không gian mới trồn vừa qua nhậu mấy bữa liền công luôn đó hả? Tối là sáng điểm hả? Dạ cả nhà ơi, giờ ông xã mình ông mò được mớ cá lóc kiến nè. Bây giờ mình làm luộc xả. Có kéo đó, thấy kéo không? Kìa đưa kéo cho ông cũng. Kéo nè. Kéo nè. Kéo dễ làm hơn à. Kéo nhỏ lấy kéo đen á. Hơn khổ bị la không tụ mưa lớn đi chứ mưa nhỏ này có gì đâu mà mưa nhỏ cũng không thấm nha cắm đầu đâu mưa này kia mời mưa này cắm vô gỏi cả nhà tới hầm được ốc xong rồi mình lãi về đây trời mưa vậy sao mà lấy được nữa? Đúng rồi, để đâu đâu rồi ta còn này nó da heo chỉ thép. Lỡ tay heo này lỡ tay heo đi. Lỡ rồi còn nữa. Hồi nãy tôi chạy về nhà hết lần rồi. Có bạn quá hả? Bạn sao thấy không? Mưa lớn cả nhà. Thank you.
Bây giờ thấy nó chưa sôi nữa sao? Còn sôi còn nhấp rồi. Chưa hả ông mày ơi? Nè, giá chân. Đây cho chồng mưa ướt rồi, mát mát sống rồi. Mát mát rồi bạn. Gió là nó đàn à, gió đàn cái lửa nó tỏa nó bầm hết luôn hả Sơn, chứ không có chừa cộng vậy hả Sơn? Không rồi, có mới chừa cộng để cho nó không khỏi nha. Có đồ lễ không? Có, có. Quán hả? Múa cũng bọc ra đây. Có gì hả? Đèn hấp này là kiểu không đèn hấp gì còn rồi. Ừ, chưa hấp nha. Này tiếp ra trộn gì vô rồi? Một ngón.
tiêu. Mới đường một ngọt tiêu. Thì chợ đi xả này để thì giá kêu trong con cá lau kiến nha cả nhà. Chợ cái đồng mình hấp. Hấp nó mới thơm. Mưa lớn gì được chưa ông cụ? Mưa về thấm nước không? Vậy nè không? Thấm không? Mưa về thấm không? Dạ hả? Bởi vì nhé. Bởi vì miếng đồ nêm nha. Chút muối đều thịt này. Không được nữa. Mà bị ẩm nó đẩy nó. Nãy tao lấy miếng da heo ra mà tao lại biết da heo của nó mình mua đó tính làm nó rẻ đó nó cũng muốn làm đó còn ăn cắm rồi ngồi hấp gì vậy hấp cho cái lỗ tan luôn đập gì? Lửa vô sao ơi? Bắt cái nồi cá lau kiến lên này luôn con cả nhà nấu nhiều quá chứ ha. Ừ. Nhiều lắm. Rồi chồng chồng vô. Chút nữa rửa. Mình sạch hôm nãy luôn chứ rửa chi. Lấy hồi nó mình lấy cái dĩa rồi. Cái dĩa này được mà. Đúng không? Ừ, cũng được. Trời ơi, không. Mình dĩa là để dĩa. Cái gì? Cái gì?
lỗ cũng nhiều quá, nãy ốc cũng nhiều mà. Trộn đi, trộn đi. Trộn cái bóng này đi không? Không trộn cái này không. Nhiều nhiều lắm là. Nhiều lắm. Mình nổi cái bếp luôn. Không gì cho nó. Nó nói hỏi thằng Tâm. Không biết làm muốn gì đâu, nó nói đâu bởi vậy. Ừ. À vậy làm sao để tao nói mày? Tao nói ý là muốn gì vậy đó, bạn này mày kêu cái gì? Bán ký giờ mà. Bếp. Bếp đậu. Bếp nó rặt ở ngoài đông đó. À. Cái gì? Có gì có cần canh vô vậy? Ruột hồi nãy vậy? Xả là hả? Nó để vô rồi. Ca, thằng ca nó nhỏ hơn mà. Thằng ca đó, tại cái này nó tròn dữ. Thằng ca giống như giấy xoài đu đủ ha. Thằng ca nó dài nè, hơi dẹp. Thì đó, nó nói đó, tại ruột này nó già. Nó sức mạnh lắm. Ủa phải rồi, cái xoài xoài thằng ca thấy miên, người miên gánh ra. Dẹp, dài. Dẹp, dẹp, dài, dài. Ừ. Cái này giống xoài đu đủ. Không phải, ừ, cho bự lắm. Dạ hả? Ừ. Thành ca đó. Xoài này, xoài này cũng có người bạn không, mấy cái hai cái chén trồng ở vườn nhà, cả nhà đem lại tặng cho mình. Ra ra đi để miếng tổ luôn, sáng này. Không có mệt đó. Không có cái. Để nguyên nhà luôn hả? Càng chở nó không nè. Để mình rửa cái gì á, có cái gì trắng rồi. Mấy ăn con rồng này đây. Bạn chín ngắt. Ổng thôi. Bạn là lãng xíu xíu sao? Bạn bà nấu cái này mà lãng. Dạ, lúc tay mà lãng. Hả? Anh bắt ra đi. Miếng giống như ổi vậy lên cùng. Bốn trái này rồi. Ừ. Cộng lên thôi. Cậu nó nhắc mình xuống lộn. Gì vậy? Rồi sắp đi. Bỏ thôi. Ui không hết hai trái mẹ nữa. Không cô. Rau răm chút rễ lên trên hả? Ừ. Sáng qua mình được. Ừ. Rễ nó không có đâu. Rau răm mình có, nhưng mà đậu hộp mình sáng lên. Qua giá mà còn dính giá. Mũi mũi ốc dính cái rồng. Chấp giận thêm không? Thế cái chú trời không? Mà
ơi, giờ này cũng tối rồi mà trời mưa nữa. Trời mưa mà cũng tạnh mưa rồi. Cho nên mình ngồi ở trong trại thì nó tối quá, cho nên mình giờ ra ngoài này mình ngồi, nó vừa mát mà nó vừa sáng. Để vừa qua cái kênh YouTube mình nó cũng làm cũng gần năm rồi cả nhà. Mà cái điều kiện của YouTube là số lượng người đăng ký thì mình đủ điều kiện nè, còn cái thời gian xem thì mình chưa có đủ điều kiện. Cũng mong cả nhà ủng hộ nhóm Thảo Quý Miền Tây của mình luôn nha. Bạn cho nhóm mình đủ điều kiện 4 ngày giờ xem cả nhà. Mình làm gần năm mà mới có 2689 giờ xem mà cả nhà. Còn cái lượng đăng ký thì cũng đủ rồi. Cho nên mong cả nhà ủng hộ nhóm Thảo Quý Miền Tây của chúng của mình để đủ giờ xem cả nhà. Cũng mong các anh em đồng nghiệp YouTube ủng hộ mình. Để nhóm mình đủ giờ xem là 4 ngày giờ xem đó cả nhà. Kêu cắt kìa, kêu cắt kìa. Nè. Không, dọn ngoài này thì nó sáng, nhưng mình sợ nữa trời mưa, sợ là trời mưa nữa nè, trời đang chiếu mưa nữa nè cả nhà. Giờ này cũng 4 giờ chiều rồi cả nhà. Còn mấy người nữa, 8 mình đây mấy rồi, mình đây 5-7 người, 7 nhỏ nữa là 8 mấy thế rồi. Mình đây hiện giờ là 6 nè, 5 rồi, 6 nhỏ nữa là 6 nè, 2 nữa là 8. Ừ, cao mới đâu ăn. Cái nhà ơi, tính là đi ra ngoài ngồi cho nó mát cả nhà với nó sáng. Mà bây giờ vừa ngồi chưa ăn, chưa nhập tiệc vậy chứ. Giờ mưa lại tiếp nữa rồi, giờ bưng vô. Giờ bưng vô trong lại. Vô đúng không? Nhưng mà chắc phải vô trong, tại vì ông trời chứng mưa quá trời luôn nè cả nhà dùm nè. Thấy không? Mây không mà. Làm sao mà tránh khỏi không mưa được. Mà có cái ông, chạy đường nước ở đây nè, ổng cháy vì trời mưa rang cầu nguyên à, mà mình cứ đi đừng mưa đừng mưa, ổng tức một cái dễ sợ, tự giờ ổng tức dữ lắm rồi đó. Trời mưa, trời mưa, lôi vô trong tiếp tục. Thấp mưa rồi, dạ chị, chào nha. Dạ, em mới tới. Không, cái này để uống bia hả? Uống rượu chút đi. Mưa nữa cả nhà. Rượu. Rượu chút đi mẹ, rượu mà. Trong cái thùng đó có không chứ? Kiếm gì? Kiếm rượu. Đi cối trong đó có á. Anh đứng ngồi đi em đứng. Nhận ly phải không? Nhận ly phải nghe thôi. Cứ đi. Bốn mà rất mừng đúng chuyện đó. Hôm nay nhóm mình có làm cái món cá lô cuốn hấp xả đó nha. Với gỏi ốc. Gỏi ốc ốc mình chọn với bắp chuối với lửa tay heo. Cũng bớ không? Bớ nước không nha? Để cùng nước mày. Cũng mời cả nhà cùng ăn với nhóm mình đi nha. Đây, đi thôi hả? Miễn rác khác như thế, nó phải lên lên đợi chưa món ăn có gì. Yeah. Mau thiệt. Sinh thấu được đi rồi. Nãy gõ tay rồi. Ủa, cái gì? Cái gì của con? Cái gì á? Cái thùng rơm này. Này, bẻ khúc luôn. Sao kiếm? Mở như vẻ được nhỏ. Mà không mình. Đúng không? Có nghe luôn. Nghĩ gì cả cô gói mà lên mà quát ngay tới mà mẹ. Mẹ ơi nghe mẹ. Nghe. Nó lớn rồi. Có tí nè. Hả? Chị nói đi. Chị nói đi. Mình chốt coi ở trên mình về.
Đậu ra chứ giật luôn. Hai tuần sau đi mình tôi đem càng cua lên có gà sẵn mình trộn lũ gà càng con cua. Cua khúc luôn đi quê vô tại gỡ ra lại gà. Nữa hả? Mới nữa nghe. Quốc ly đó. Quốc ly đó. Rồi hai ly rồi. Hai làm dữ với trời. Có hai ông là mới một đó. Người tôi hiểu mà chắc tôi nghĩ nó chuyện rồi. Gì đó 3 ngày đầu quẩn. Thì uống đi rồi mơ tắt. Bám đầu. Ông chú trong dầu cái nhận cái gỉ á. Gì hả? Cái tôi gỉ à? Ông bảy bòn. Mời cái nhà nha. Vô. Cái này chấm mắm trong hay chấm này cũng được phải không? Ừ, mắm trong. Mắm trong mắm chua luôn rồi chứ. Mà cái nhạn cá lầu kiến với gỏi đu đủ, gỏi lỗ tai heo, ốc. Quá ngon nha. Thế là phẩm. Trần nãy quên điện thoại không phòng nghe tới kìa. Nhớ. Thôi được rồi. Ăn thử này nè. Ngon. Thế là phẩm. Thế gì là hấp dẫn đó. Có là phòng vô mới đủ tiền. Ha. Đúng bài luôn. Có phòng vô rồi thiếu. Dạ. Cái gì? Sao vậy? Vô. Dạ như thế đấy. Từ giờ gác hai ly nữa nha. Cắm cái mới thì hả? Thì xui ra đứng nhất. Kêu cắm cắm cái mới đi. Ủa tôi mới cầm cái đèn bỏ đâu rồi? Đây kìa. Còn cây. Để cái tôi này hả? Để đi, chưa xài mà. Còn hai cái gì đấy không? Ừ. Vẫn có còn ba trời. Sao uống kia uống nãy? Có gì chợ chưa? Cái ngon rồi Quân. Cái này nó ngon hay. Hồi nãy quên chừng mấy thằng giấy. Thì ông bia không lấy uống đi. Đổi yếu không bia đi. Đụng quà. Uống bia đi được. Sao lấy chén không đủ? Hai chén. Hai ông này ông có hai chén nước mắm rồi. Vậy thôi này hai ông xớt lại chén đi. Xớt cái gì? Còn chén không? Xớt chén luôn. Hai ông xớt cái này đi. Xớt đi. Xớt chung đi. Trời ơi nè chén có nè quên. Cả nó nắm cầm nó hơi còn nhiều lắm. Rồi đằng nó bóng kia rồi. Chắc bệnh rồi. Rồi sao? Nó rụng đóng nè. Cái gì? Nè. Lấy xong bóng cái chén nó cho đâu? Còn được rồi, anh ngon chứ. Nó xài nhiều đâu, đem chén này chứ nhiều vậy. Có chiều dữ vậy trà nè. Cái vô bớt đi. Cầm bớt hai nữa, thằng nhỏ đâu. Ủa trời ơi, nó đang này đâu được lo. Nó không lo đâu. Nó chơi đúng cái chuối rồi đó. Chuối với thằng Lon đó. Lon này không hết đâu. Chuối này chuối cũng mua bốn trái vô. Đem ra ngoài đây để luôn đi. Ai ăn luôn. Cái này. Để nhường trong á. Trời quá. Thấy không nguyên gỗ đó. Lướng rồi. Ờ đúng rồi. Lướng chuối này. Này mới có ăn lông nè. Cầm nguyên ra bự uống đi. Cho tao biết rồi. Cho tao biết đỏ mạnh. Hù khè ra như mới được chứ ông nhé. Ta đi nãy rồi. Đi đồng nữa. Ờ, có rồi. Nè. Có rồi, nè. Không vậy thôi, còn nước không? Hết. Bớt lửa đi Quân. Cái nước luộc cái kìa. Ủa hả? Không, để cho nó nóng đi. Không? Bớt vừa vừa thôi, đừng tắt. Rồi, được rồi. Mẹ nước luôn rồi. Còn không để cục đá vô nha. Cái này có nước mà còn nè. Có nước. Hấp xả. Ừ. Ngon quá, lần đầu tiên em ăn luôn. Cái này xả bầm ra. Nhưng mà nó phải nóng. Nóng mới ngon. Ấy tanh liền á. Xong rồi hấp vô xả đồ niêm á. Dạ. Sẽ ngon. Nói chứ là thịt cá sấu ăn khô, thịt cá này nè. Sống thịt bởi còn đẹp. Tôi mua rồi, tôi giống chín thôi, hai anh em mua hai. Ủa mà mất tiền không? Mất tiền không? Nó còn à. Đúng rồi, mà cái người tiết nó bán đó. Ký gì? Về. Bạn bán 15 ngàn ký. Sao rẻ vậy? Ra rồi. À, sao rẻ vậy? Nó lẻ cái đó mới mắc chứ. Còn thịt nó ăn dễ bạc rồi. À, vậy hả? Có 10 ngàn ký à. Cái móng luôn. À, cái chủ yếu là người ta. Chiên hoặc nướng. Cái chủ yếu người ta nuôi là người ta để lấy da.
Còn cái thịt đó với bạn à. Cái đó mình nấu cà ri mới đỡ, mới ngon. Không, trời ơi nấu lên rồi á, xào giả cày này kia nọ, xào là hoàn toàn ngon á. Ừ, đúng rồi á. Gấp miếng ăn cái thôi. Em đi gác đi mua một gác nhậu luôn. Dở gì vậy đó hả? Nó bởi clip. Không, anh mua mấy cái móng á. Ăn cá sấu đồng Amazon nó mới ngon, cá sấu một cái như cỡ người ta nuốt cái một á. Cá sấu còn dạ đúng không? Dạ. Nó mới dài phải không? Dài. Luôn không có mặn phải không? Là có là bắt được rồi. Đây là con nhấp. Ông nhấp người ta coi dữ lắm mấy thời. Ông nhấp được. Tôi cũng vô tôi coi hoài ba thứ đó. Bây giờ mày quay YouTube mày nhấp hoài nó dính không? Từng dính. Thì từ từ nó dính chứ. Bây giờ biết không? Ăn bầu vô ngồi luôn đi. Rồi cái này là làm công phu lắm, là ốc không vậy? Ốc dạ. Ba thằng ngồi chúc nhau mà lại. Rồi lễ lâu lắm. Đợt đó như ai, ai cho em mà. Trời em lời cả buổi mà ăn thì ngon. Rồi. Mà làm thì nó lâu. Làm cực á. Không. Ừ. Làm công phu lắm. Chuẩn bị tới 3 giờ, 2 giờ tới giờ đúng không? 2 giờ gì đó. Đi lên không được. Trời ơi, dở ba. Tôi dính sông dưới dạng nước mà kìa. Thôi, chú không. Cua á, anh là từ từ vô. Nó cua nó đụng tay mình nó. Đụng cái gì? Điếm vô sạc, rút ra chứa cho anh rút vô là nó kẹp dính vô đống rồi. Ai kia anh dân lại. Nè nè. Hai cái này thêm dĩa nữa để bên đó đi. Cua trong liền. Dạ, đừng lấy cua. Không có đâu, mình đút. Cắt lúa đồng trên rồi á. Tôi mướn hai chồng nó hơi lúa trước tôi. Đầu trời mưa đậy lại cái đó. Chuồng đi bắt ếch rồi mày ếch dữ lắm. Mà thằng ếch dữ lắm. Cái nó đặt nó dòm cái hang cái nó chỉ mình. Ủa mình đâu biết. Tôi rẻ. Bừa thêm chút nó rẻ luôn. Nó hang này có ếch nè. Ếch không biết thiệt. Học cho cái cua khăng khít cua lỉ mà. Giờ cái này ra. Dưới con cua có con ếch rồi mà. Có. Bà mẹo mình nó không nói chứ. Học cho con cua kẹo. Dưới con cua là coi như con ếch sâu hơn nữa hả? Con ếch nó sâu hơn. Nhưng mà khi mà con cua lột rồi là cô vô bụng con ếch này nè. Con ếch ăn nuốt luôn con cua đó đó. Gì cơ không? Bà mẹ. Mà có khi cái hang nó có xíu vậy nè. Mà con ếch chà bá lửa vậy nè. Ngồi ta sao vô được ta? Ông nào nồng nồng vô vô. Ông nào có hộp cái rút là trong trà bà. Ồ hay quá. Ừ mẹ bà mẹ mình không biết. Đọc cho quý ăn này có ớt. Ông bắt thương ớt lột vô cua kẹp chết. Được móc phải không? Mình nói ví dụ về hàng cua thì có cua thì biết bắt cua rồi. Bắt cua rồi mình thủ hả? Ngồi em cho nhìn này kéo ra. Rồi con này thọt vô tự nhiên mà tự do mà. Đừng thọt vô. Đi uống rượu đi uống bia đi. Bình rượu đi. Thầy ơi, thầy ác lắm thì nó dưới con cua con á. Mà thiệt. Thiệt. Bây giờ không lỡ một hàng. Cái được khiến cả nhà. Đi một chút xíu nửa tiếng hồ sau đó dạ dày. Mà dư nhậu nghe chứ không đủ như nhìn nhiều như nó. Cũng có chặt vụ. Đủ nhậu rồi. Dư nhậu luôn. Dư nhậu luôn à. Nhưng mà không có đủ bán như nó đâu. Mà nó đi bán luôn đó. Trả nhiều. Nhưng mà cũng như là. Xe xe hơi. Không trúng ngớt là bập về xe hơi ngớt lên trên luôn. Gì hả? Ừ. Từ chạy lên à. Trời sắc xanh nữa ngồi. Đợi cái này có giá cho nó dễ. Cá này dễ thì nó ngon. Cá này lắm. Chịu cực cái lòng. Cá cá. Cũng được nữa. Cá ngọt dài. Cá này dễ dàng. Cá trộn với hạ. Cá này dễ dàng. Cá chả đồ kiến được gì. Cá lắm. Béo. Cá ngon đó. Cá ăn cho ăn lỗi đi. Bạn mới nói. Không ăn cá chả ngoài chợ. Chả rẻ rẻ thì chạy cá luôn kiến hơn chứ chả gì. Thôi, cá một kiến dễ gì nữa làm. Thôi ông ơi, nó mua trong hầm mấy tấn nó cũng mua dần á. Cá kiến dễ. Cá kiến thịt nó đỏ mà còn cá thịt trắng đâu phải cá một kiến. Nó cá một kiến. Cá kiến dạ, là cá cha là 70%. Là gì? Cá cha mình nè, nó làm cá cha. Ờ.
chả cá thường á. Về nó có máy nó ép tự nó ép luôn à. Chung chả người bán mới biết, mình mua rồi mình làm chết. Ra kìa uống đi. Cái thằng bé bê đây giả lẩu lụ. Ở ngủ nguyên đêm thì tới đồng nè. Hiếp gà chấm con rồi. Bữa nào mình chống con đi tôi bẻ con cua lên. Nhưng mà con này nó máu còn hơn con lương. Đúng rồi. Đâu kiếm máu vô. Đâu dữ lắm. Còn sống á chặt máu. Ờ chặt máu. Máu vô. Nó máu hơn lương. Chắc cắt cổ nó với con khác thì cắt ngang đây nè. Rồi để vô nó hùng hả thao gì đó. Thì tại cái loại đó vậy mình phải làm nó vậy rồi. Nhanh nhanh đi để cái này lên hâm cho nóng ăn gì đó hâm cái nào còn ở trong có 4-5 con á đợi không chứ bội á lấy ăn hết đi chứ còn ăn bớt bớt ăn đi ăn đi vô hết rồi để lên gấp gấp cho anh dạ không thôi được rồi để no rồi giờ ăn cá ăn có nhiều no gì nãy giờ ăn nhiều chủ yếu làm gấp này nè lấy mụn mút á được rồi được rồi học mà học cáo đây cáo đây được rồi cáo đây tự nhiên mà ăn đi ăn tự nhiên đi. Tôi xuống dưới cũng ăn tự nhiên vậy. Tự nhiên thì sớm, tự nhiên. Dạ, dạ. Nè, ốc này chị. Dạ. Chết chạy tới ai quên ta. Tao uống thì rồi, cắt mà vợ tôi mất cái giờ như là tôi không có không. Vậy học chuyện sao? Ai luộc, cũng luộc lễ không à. Thì tôi luộc cho bạn. Nhưng mà tôi cũng có tội giáo biết mà ăn vậy. Mình cũng ăn vậy mà mặc dù mình không làm không mặn nhưng mà cũng ăn đổi giá tiếp thôi. Nếu mà không có người làm lấy mình có